Vâng, xin chào đón quý vị các bạn. Tôi đang ở Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là một cái khế cũng già các bạn. Cái khế có cái chân bệ cũng đẹp. Tuy nhiên thì cái đoạn này là nó hơi thẳng một chút thì chúng ta làm cho nó rụt lại. Cô bệ đi. Tiên Lương, Cẩm Khê. Rồi, các bạn lưu ý là đây là những cái đầu rễ chúng ta cắt lại khi mà nó bị dập, và khi mà các bạn trồng ấy thì các bạn phải để cho nó ráo cái đầu xe nhựa, cái đầu rễ này đi. Các bạn không nên tưới ướt sũng ngay. Đất các bạn phải trộn tơi nhỏ, thật nhỏ, chứ còn nhiều bạn là cứ xúc đất to đùng đổ vào xong là nó bị rỗng cây. Nó rỗng cây chỗ nào mà nó rỗng thì cây nó sẽ bị yếu, mà khi cây nó yếu thì những cái điểm này nó không tiếp xúc được với đất, sau này thì nó không phát triển được. Hai nữa là các bạn không nên tưới ngay các bạn nhé. Các bạn tưới ngay thì tất cả cái nhát cát này nó sẽ bị ngấm nước, và khi nó ngấm nước vào thì nó sẽ bị thối. Và khi mà nó thối tức là nó mủn ra và nó không phun được đầu rễ ra nữa. Nên là các bạn chỉ cần là đủ độ ẩm, hơi ẩm một xíu thôi. Và các bạn muốn nhanh ra mầm thì thường thường các bạn lấy cái bình xịt
dưỡng vào cái thân này cho nó có cái độ ẩm thì nó sẽ nhanh ra mầm. Còn cái phần bầu đất này các bạn không nên tưới nhiều các bạn nhé. Đất hơi ẩm thôi, sau đó thì khoảng dăm 3 hôm, 3 đến 5 hôm gì đó thì các bạn bắt đầu nhẹ dần một tí, tức là mỗi ngày tăng một tí tới nước thôi. Còn đầu tiên thì hơi ẩm thôi các bạn nhé. Chứ các bạn mà thường thường các bạn đổ đất vào ủ xong bắt đầu các bạn tưới vèo phát mấy thùng nước vào, thế là nó sẽ thối đầu rễ. Rồi cắt này đi. Cái mặt này là nó lõm, mặt này nó lồi các bạn nhé. Nhưng mà nhìn trên màn hình thì có thể là chúng ta không thấy được cái độ lõm của nó. Thì nó sẽ hút cây hơn. Đồng chí này, đồng chí vinh quá nên che mất cái cốt. Chúng ta có thể đưa ngang nó ra. Khi mà chúng ta bẻ ra, nó ngang ra, nó sẽ hơi dạn dạn một xíu các bạn. Chúng ta có thể quét bôi tí keo vào để nó bảo vệ. Nó sẽ không ngấm nước vào các bạn. Còn khế mà khi mà cái da của nó, các bạn biết là da nó rất khỏe. Mà chúng ta bẻ sau này nó sưng cái chỗ ra thì rất đẹp. Rồi, bây giờ thì chúng ta phải nuôi cái vị trí này các bạn. Đây nữa, chúng ta phải nuôi cái mở này ra. Và khi mà nó nảy mầm ở khu vực này thì chúng ta bắt đầu sẽ có một cái bông lật lên để hồi lại các bạn nhé. Ok. Video này chính sự thực hiện tại... đây là cái gì nhỉ? Tôi đi nhiều quá, nó không thể nhớ được hết các bạn nhé. Hai đồng chí Hùng ở Phú Thọ đây, không biết đồng chí Hùng nào. Đây là Tiên Lương Cẩm Khê. Rồi, xin cảm ơn các bạn theo dõi video này. Các bạn lưu ý là những cái đầu rễ này mới cắt thì chúng ta để cho nó xe nhựa nhé, xe nhựa vài ba hôm. Chúng ta trồng ngay cũng được, nhưng mà trồng ngay thì chúng ta không tưới ngay các bạn nhé. Đất chúng ta phải làm thật tơi xốp, thoáng đất để khi mà chúng ta nó có mưa có biết nó không bị bết. Nó không bị bết, tức là khi mà đất mà nó bết thì nó sẽ đọng nước ở trong cái chậu. Thì nó sẽ làm cho thối các cái đầu rễ. Chúng ta phải làm cho đất nó phải thoáng. Khi tưới, khi mưa nó sẽ thoát được nước đi ngay. Nó chỉ để lại cái độ ẩm thôi. Đủ vừa để cho cây nó không bị khô. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.